Đây là buổi phát thanh tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, rất nhiều ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 9 năm 2015, tới đây, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức ngày hội Internet tại nhà văn hóa xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ BNS tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó, bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong công cuộc hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông